Út xin chào các bạn, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Út nha. Hôm nay thì Út sẽ làm một món ăn rất là quen thuộc đó cả nhà, đó là canh khổ qua hầm nhồi thịt đó cả nhà. Bây giờ thì Út sẽ đi ướp thịt trước nha. Phần thịt bằm này thì Út lửa có hơi mỡ đó cả nhà. Và Út để một chút xíu tiêu nè, hành lá sắc sắc nhuyễn nè. Một chút xíu muối luôn đó cả nhà. Một muỗng bột nêm. Một muỗng đường cả nhà. Một muỗng bột ngọt luôn nha. Và hai muỗng nước mắm nhỏ nha cả nhà. Và Út có để một ít bột năng vào để cho phần thịt nó được khỏa đó cả nhà. Nếu như cả nhà mình thích để trứng thì cũng được nha. Út thì Út không có thích để trứng, mà Út thích để bột năng vào á. Bây giờ thì Út sẽ trộn đều lên nha. Rồi một lát mình sẽ nhồi vào trong khổ qua mình đem đi hầm nha. Phần khổ qua này thì Út sẽ hầm 1 tiếng rưỡi nha. Khổ qua mềm là được rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì Út sẽ tắt bếp luôn nha.
Nãy giờ khổ qua cũng rất là mềm và cả nhà mình nêm nếm mà cho vừa ăn nha. Út ấy thì Út sẽ để thêm một ít bột nêm và một chút xíu đường nữa là vừa ăn đó cả nhà. Không thể thiếu tiêu xay đó cả nhà, có tiêu thì mới ngon hơn nha. Bây giờ Út mời cả nhà cùng ăn canh khổ qua với Út nha. Cả nhà nhìn khổ qua rất là mềm luôn, Út hầm rất là lâu rồi, Út hầm khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng luôn đó. Út sẽ ăn kèm với một dĩa nước mắm ớt cay nha cả nhà. Út mời cả nhà nha. Khổ qua nó rất là mềm luôn cả nhà, ăn nó rất là ngon, nó có vị nhẵn nhẵn, Út rất là thích ăn cả nhà. Nhưng mà cả gia đình thì không có ai ăn hết, chỉ có một mình Út ăn thôi.